Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trái cây Việt Nam bị ngừng xuất sang Trung Quốc. Theo VOA, ngày 11 tháng 9, hàng trăm container chuối, mít, xoài, sầu riêng, thanh long bất ngờ bị tuyết còi ngừng xuất sang Trung Quốc. Hình ảnh VOA đưa tin. Tin này xuất hiện gần như cùng thời điểm khi bắt đầu lễ đón tiếp và sau đó là hội đàm kín giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Phủ Chủ tịch và Văn phòng Trung ương Đảng lúc 16:30 chiều ngày 10 tháng 9 năm 2023. Theo tờ Tiền Phong, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tá hỏa không biết chuyện gì xảy ra. Không chỉ từ Gia Lai, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác từ Đồng Nai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Phước, Tiền Giang cũng choáng váng khi nhận được thông báo tương tự. Một lãnh đạo ở Tiền Giang cho hay đã có hàng chục doanh nghiệp phản ánh có tình trạng tương tự với gần cả nghìn tấn chuối, mít, thanh long, sầu riêng bị tạm dừng. Lúc này mọi người bấn loạn vì hàng hóa đã xếp sẵn lên container rồi, giờ không xuất được, thiệt hại sẽ rất lớn. Tình sét đánh nổi trền đối với các xí nghiệp xuất hoa quả tươi qua biên giới Việt-Trung loan ra trong thời gian Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trọng họp báo đánh giá ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ tại Văn phòng Trung ương Đảng. Sau hội đàm, Tổng thống Biden chia sẻ với Tổng bí thư Trọng về chuyến công du Việt Nam và việc nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện CSP mang ý nghĩa lịch sử. Tuy hai cựu thù tuyên bố xác lập CSP, nhưng dường như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa có được một lòng tin chiến lược đủ lớn đối với chính quyền Hoa Kỳ khi ông vẫn lặp lại thông điệp cũ đã sáo mòn. Theo đó, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản luôn có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, ông Trọng nhấn mạnh trong họp báo sau hội đàm. Các nguồn tin ngoại giao ẩn danh từng nói với VOA trong các tường trình trước đó, trước khi phái đoàn của Tổng thống Biden đến Hà Nội, rằng để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc trong các tranh chấp trên Biển Đông, Việt Nam sẵn sàng tiến thẳng tới quan hệ CSP với Mỹ để đưa Washington lên ngang hàng với Trung Quốc và Liên bang Nga. Chuyến đi của ông Biden đến Hà Nội là để ký thỏa thuận nâng cấp này. Theo nguyên văn lời ông Trọng nói trong họp báo, đây là mục tiêu quan trọng nhất. Đúng như một blogger mấy ngày trước đây cũng đã bày tỏ tin tưởng, gánh nặng của mối bang giao Việt-Mỹ đang vẫy gọi những thế hệ có trách nhiệm ở mỗi nước hãy làm nhiều hơn nữa, hãy hành động khẩn trương hơn nữa vì tương lai của người dân Hoa Kỳ và tương lai của người dân Việt Nam. Hình ảnh nhiều lô hàng mít, thanh long, sầu riêng được đưa ra cảng ngày 9 tháng 9 nhưng đột ngột bị tuyết còi, tạm dừng xuất khẩu. Lịch sử không bao giờ quên lãng và sẽ vinh danh các thế hệ đi trước đã miệt mài vất vả, làm những phiến đá lót đường cho mối bang giao mới từ hôm nay và ngay bây giờ. Trở lại với các phản ứng tiêu cực của Trung Quốc đối với việc Việt-Mỹ đang nâng cấp quan hệ, Trung Quốc rõ ràng là không thích điều này nhưng buộc phải chấp nhận thực tế, nhất là sau những sai lầm liên quan đến ngoại giao chiến lan đối với Việt Nam và khu vực, đặc biệt là những quậy phá liên tục của Trung Quốc trên Biển Đông trong suốt những năm qua. Ông Craig Pohlin, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington nói với VOA rằng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều mà cả Mỹ lẫn Việt Nam đều mong muốn, nhưng có thể hiểu được rằng Hà Nội đang lo lắng về việc liệu những lợi ích hữu hình mà họ nhận được từ việc này có đủ để bù đắp cho bất kỳ hình phạt nào đó về chính sách ngoại giao và kinh tế từ Bắc Kinh hay không. Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức CSP thật ra chỉ mang tính biểu tượng. Giữa bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Việt đã phát triển rất mạnh mẽ và đây chỉ là hình thức đổi tên. Nhà ngoại giao kỳ cựu Scott Marcell, nguyên phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói với VOA, mặc dù vậy Trung Quốc vẫn dãy như đĩa phải vôi. Thì đấy, phái đoàn Mỹ vừa mới đặt chân đến Hà Nội, tin động trời đối với các doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc đã nổi lên như tiếng sấm trước cơn giông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Trái cây Việt Nam bị ngừng xuất sang Trung Quốc. Lần đầu tiên, một tổng thống đứng cạnh một đảng trưởng trên bục danh dự. Ngày 9 tháng 9, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài Khi một tổng bí thư tiếp một tổng thống. Tác giả cho biết chuyến đi của Tổng thống Joe Biden được bàn tán khá nhiều vì mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong suốt chiều dài lịch sử. Nó khác với những lần đi thăm của các tổng thống Mỹ trước đây là chỉ thực hiện chuyến đi thăm Việt Nam khi đã sắp hết nhiệm kỳ và mang tính nghi thức. Lần này, hai nguyên thủ gặp nhau để cho ra những quyết định chiến lược dài hơi cho hai nước, đặt nền tảng cho một sự hợp tác vô cùng quan trọng giữa hai quốc gia trong tương lai. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả dẫn điều 86 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ,
Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Thế mà tác giả bình luận, Tổng bí thư của một đảng đã thay mặt cả nhà nước mời Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam và ông Trọng cũng là người chủ trì lễ đón. Tác giả dẫn điều 4 hiến pháp quy định đảng Cộng sản lãnh đạo nhưng không có một câu từ nào nói về vai trò của ông Tổng bí thư. Khoảng 3 điều 4 hiến pháp còn ghi rõ các tổ chức của đảng và đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Vậy việc mời và đón thăm đã là một sự lạ, thu hút sự chú ý rất lớn của nhân dân. Tác giả nhận xét, các báo Việt Nam đã rất tế nhị khi đề cập đến vấn đề này. Tờ Tuổi Trẻ giật tích là chưa từng có tiền lệ và viết ông Joe Biden không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam, nhưng tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm chính thức theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ riêng điều đó đã nói lên sự đặc biệt của chuyến thăm này. Tác giả tiếp tục bình luận, nếu như ông Biden chỉ đi dự với tư cách là người của đảng Dân Chủ đang cầm quyền và ông Nguyễn Phú Trọng có quyền mời và tiếp đón với tư cách giữa đảng với đảng. Còn nếu ông Biden đến với tư cách là nguyên thủ quốc gia của nước Mỹ, thì theo quy định phải là khách mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông sẽ được coi là quốc khách và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì nghi lễ đón tiếp. Hình ảnh thực tế Tổng bí thư Trọng là người chủ trì lễ đón Tổng thống Joe Biden. Có lẽ Hoa Kỳ thực dụng hơn và để hướng tới một quan hệ thực chất hơn, cho nên hai bên sẵn sàng bỏ qua những giao thức ngoại giao thông thường. Mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ là có Việt Nam nằm trong chiến lược lớn hơn của Hoa Kỳ trong thế cạnh tranh với Trung Quốc. Tác giả nhận định, vấn đề quan trọng là khi Tổng thống Hoa Kỳ chấp nhận một chuyến đi mà ông Trọng chủ trì lễ đón, cả hai cùng bước lên bục danh dự, thì phải hiểu rằng Hoa Kỳ đã chính thức công nhận tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, nhưng nếu được đón như là một quốc khách, thì đây có lẽ là lần đầu tiên một tổng thống đứng cạnh một đảng trưởng với tư cách là nguyên thủ quốc gia trên bục danh dự và quân nhạc cử quốc thiệu. Theo tác giả, đối với Việt Nam, ông Joe Biden biết rõ ai là người có quyền lực và ông sẽ làm bất cứ điều gì để có lợi cho Hoa Kỳ. Vào năm 2015, ông cũng đã từng mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Độc Kiều. Có lẽ trời còn để có hôm nay nên hai vị lãnh đạo cùng quyết tâm để đặt dấu ấn vào lịch sử bằng cách nâng cấp quan hệ sau khi đã cùng nhau nâng ly trong bữa tiệc 8 năm trước. Tổng thống Joe Biden hiểu rõ tình hình chính trị của Việt Nam và sẵn sàng bỏ qua mọi nghi thức để hoàn tất những bước chiến lược của Hoa Kỳ. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden trên bục danh dự. Còn ông Trọng, từ một biên tập viên của tạp chí Cộng sản đã trở thành nhân vật trung tâm trong mối quan hệ lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Tác giả đánh giá, chúng ta sẽ không thể biết được ông Trọng đã nghe gì và nói gì trong chuyến thăm của Lưu Kiến Siêu vào 2 ngày trước, cũng như không thể biết được ai sẽ là người sang Bắc Kinh sau chuyến đi của Joe Biden. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng ông Trọng đang trở nên quan trọng hơn giữa bối cảnh mà cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều muốn giành ảnh hưởng của mình tại châu Á nói chung và với Việt Nam nói riêng. Họ đều nhìn thấy ông Trọng là nhân vật quyền lực có khả năng ra quyết định nhất. Tác giả cho rằng chuyến đi của Tổng thống Biden lần này thực sự mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, nhưng cũng tạo ra những thách thức lớn, đặc biệt khi lịch sử lên tiếng buộc phải chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là khi nổi can qua. Đó là lúc có thể xảy ra một sự biến cho quốc gia. Tác giả kết luận, việc ký kết thành đối tác chiến lược toàn diện nếu có thể để lại một di sản thực sự có ý nghĩa cho tương lai của Việt Nam, nếu như những người kế nhiệm của hai vị hôm nay tiếp tục xây dựng được lòng tin chiến lược. Lòng tin đó phải thể hiện bằng các cam kết cụ thể và thực chất trong tương lai, dù có thể phải trải qua những sóng gió hoặc sự chia rẽ từ bất cứ lực lượng nào trên thế giới. Như vậy chúng ta sẽ có một Việt Nam mà thế hệ hôm nay chấp nhận được và con cháu mai sau có thể tự hào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin lần đầu tiên một tổng thống đứng cạnh một đảng trưởng trên bục danh dự. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d